Chào các bác nha. Đây các bác thấy băng này có tội nghiệp không? Băng này hiện là bác đang bị bệnh tâm thần, hiện tại bác không có nhà ở. Bình thường thì bác ra ngoài giúp người ta đi làm việc xong rồi kiếm miếng cơm thôi. Bác thì tuổi đã già. Giờ thời tiết rất là nóng luôn, tầm khoảng hơn 30 độ, gần 40 độ. Bác đi làm bác vẫn cứ cởi áo ra thôi. Đây bác, đây là bác ở địa điểm xá thuộc đi xuống xá Ba Treo, nhưng mà bác là bác người Mông ở trên Ba Treo. Bác không có nơi để về luôn, con cái của bác thì không biết ở đâu luôn. Mới khi đi làm này bác còn cởi áo ra để làm. Không lấy à? Không đổi á? Thế không mặc áo à? Áo ấy hả? Áo không mặc à? Và không mặc áo à? Không mặc áo à? Không mặc áo á? Không nóng à? Hả? Hả? Không nóng á? Cái mũ này không đổi à? Không đổi, có mũ không? Ồ.